Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuẩn bị cắt tiết 180 con gà trống, người Việt Nam bất ngờ bị cảnh sát Đức bắt giữ. Người Việt Nam ở Đức có rất nhiều chiêu lạ để kiếm tiền, bất kể nó nguy hại ra sao. Sau đây là câu chuyện thật vừa xảy ra tại Đức. Khi cảnh sát bất ngờ phát hiện có tới 180 con gà trống trong một nhà hàng của người Việt Nam ở thành phố cảng Hamburg thuộc miền Bắc của nước Đức. Cảnh sát tìm thấy 180 con gà trống đang sống trong một nhà hàng của người Việt Nam ở Hamburg. Hàng xóm đã phàn nàn về tiếng ồn trong một nhà hàng Việt Nam ở Hamburg. Điều mà các sĩ quan cảnh sát sau đó tìm thấy đã khiến họ hết sức ngạc nhiên. Đó là 180 con gà trống đang đi lang thang trong và ngoài nhà hàng, hoặc chúng bị nhốt trong những cái hộp. Tại Hamburg thì cảnh sát đã tìm thấy và thu giữ ngay lập tức 180 con gà sống trong nhà hàng này. Họ nói, thông báo được gửi đến bởi vì những con gà trống đã gây ra quá nhiều tiếng ồn vào sáng sớm. Nó như bản chất của chúng vậy. Một phát ngôn viên của cảnh sát ở Hamburg thuộc Đức cho biết vào hôm Chủ nhật, và đã có tiếng gáy rất lớn, và không phải chỉ của một con gà trống từ nhà hàng mà của cả một đàn gà trống. Hàng xóm không chịu được và đã báo cảnh sát về tiếng ồn vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy. Đây chính là ngày nghỉ của Đức, và khi tiếng gà gáy đồng loạt như vậy thì không ai ngủ được. Khi cảnh sát kiểm tra nhà hàng Việt Nam, họ bất ngờ tìm thấy 180 con gà. Chúng đang đi lang thang trong và ngoài cũng như bị nhốt trong hộp. Bác sĩ thú y ngay lập tức được gọi đến. Một bác sĩ thú y chính thức được gọi đến và một người khác chuyên về kiểm tra thực phẩm cùng tới để xem xét về độ đảm bảo của những con gà trống và nuôi nhốt những con gà theo cách phù hợp với loại này hay không. Các cáo buộc hình sự đã được đệ trình chống lại chủ nhà hàng người Việt Nam này vì đã vi phạm đạo luật về bảo vệ động vật. Tờ báo Hamburg Abendblatt của Đức đã đăng tải về sự kiện này và sau đó rất nhiều tờ báo Đức cùng đăng. Hàng triệu người Đức đã biết thông tin này. Đây thực sự là một tin choáng váng với họ. Những con gà này được cho rằng rõ ràng chúng được dùng để chuẩn bị cho việc giết mổ. Và chủ nhà hàng cũng đã phải thừa nhận cho biết ông muốn giết mổ và bán số động vật này cho những đồng hương của mình. Thông thường với số lượng gà lớn như vậy thì họ thường nhốt rồi cắt tiết thịt bất hợp pháp đem đi tiêu thụ cho những cửa hàng hoặc những người dân ở xung quanh. Thường thì những người Việt Nam hay đặt gà ở đây. Và đây cũng là một phong tục tập quán của người Việt Nam từ trước đến nay vẫn mang sang Đức. Đó là họ thích ăn thịt gà tươi chứ không thích mua gà trong siêu thị. Có lẽ chính vì vậy mà chủ nhà hàng người Việt này đã tranh thủ kiếm thêm bằng cách thu mua gà sống đem về nuôi nhốt. Nhưng không ngờ hậu quả rất tai hại khi hàng xóm phát hiện và báo cho cảnh sát. Những con gà này sau khi họ thịt thì được bán giá khá cao và đem lại lợi nhuận lớn cho người. Chủ lò mổ người Việt Nam này cũng có thể vì lợi nhuận rất cao cho nên họ đã tập trung và chuyên nghiệp hóa việc mổ giết thịt gà trong nhà hàng của mình. Nó vi phạm rất nặng nề về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn về giết mổ và nuôi nhốt động vật. Cũng có thể vụ việc này đã diễn ra rất nhiều lần và cho đến lần này thì mới bị hàng xóm phát hiện và báo cho cảnh sát khi họ nhốt một lúc đến 180 con gà trống. Buổi sáng nó gáy rất to, họ không thể ngủ được vì cuối tuần, cho nên vụ việc đã bị bại lộ là như vậy. Được biết gần đây nhất cũng xảy ra một sự việc tương tự. Đó là việc một gia đình ở thành phố Potsdam, cách Berlin không xa, họ đã tự mua gà sống về để giết mổ. Và khi đang cắt tiết thì chính con của họ được sinh ra tại Đức nhìn thấy cảnh con gà bị dốc ngược, máu chảy ròng ròng vào bát. Nó sợ quá đến ngất lịm. Xe cứu thương đã được gọi đến để cấp cứu cháu bé. Người chủ nhà này cũng bị phạt một số tiền khá lớn. Bởi vì đơn giản, trẻ em sinh ra tại Đức mặc dù là từ một gia đình Việt Nam nhưng đã được giáo dục, dạy dỗ theo đúng như người Đức. Nó sẽ rất ngạc nhiên và đau khổ khi thấy những con vật bị cắt tiết một cách dã man như thế.
Điều đó lý giải vì sao con của gia đình này đã ngất xỉu khi nhìn thấy bố mẹ cắt tiết gà. Trước đó, tờ Thời báo chấm đề cũng đã truyền tải cho các bạn một bản tin rất đặc biệt. Đó là việc một gia đình người Việt Nam ở Berlin, họ thuê căn hộ trên chung cư cao tầng ở tầng 9 và đã bắt những con lợn rừng về đây để giết mổ, thui lợn ngay trong nhà trước mặt trẻ em. Điều đó vi phạm rất nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ và nhiều quy định khác, cũng như thỏa thuận hợp đồng thuê nhà, vì không chủ thuê nhà nào lại cho người thuê để giết mổ như vậy, rất nguy hiểm. Và người Việt Nam từ khi sang Đức và nước Đức thống nhất thì rất nhiều người đã hội nhập vào cuộc sống ở đây, nhưng cũng không ít người vẫn mang cung cách giết mổ, ăn uống man dợ như ở quê hương của họ ở Việt Nam. Đó là những món như tiết canh, trứng vịt lộn, những thứ mà người Đức nhìn thấy họ sẽ thấy khủng khiếp và có cái nhìn khác đi về người Việt Nam tại Đức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay với bản tin chuẩn bị cắt tiết 180 con gà trống, người Việt Nam bất ngờ bị cảnh sát Đức bắt giữ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.